Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi làm quen với lại chữ cái ư các bạn nhé. Đây chính là chữ ư viết hoa và chữ in hoa và chữ ư in thường. Các bạn sẽ phát âm là ư. Ư. Được chưa? Mình có một câu đố muốn đố các bạn, đó là ai người khéo léo vẽ những công trình nhà cửa đẹp xinh, phố phường tươi đẹp? Là ai nhỉ? Chính là kiến trúc sư. Kiến trúc sư là người đã vẽ lên những cái công trình đấy các bạn ạ. Rất là giỏi nhờ, đúng không nào? Hôm nay mình sẽ cùng nhau thực hiện tô màu chữ ư rỗng nhé. Và cùng tô màu cô cấp dưỡng ở phía này nhé. Cô cấp dưỡng thì mình sẽ tô mặt nó màu đen trước này. Mũ mình sẽ tô bằng màu xanh da trời. Bộ đồng phục cũng màu xanh nha. Thức ăn đúng không nhỉ? Bắt cơm tô màu vàng. Tiếp theo mình tô chữ ư rỗng nhé. Chữ ư rỗng thì mình sẽ tô bằng màu hồng. Ok, và bây giờ thực hiện lớp yêu cầu cuối cùng của bài, đó là gạch chân chữ ư ở trong từ cô cấp dưỡng này. Đây có chữ ư này và kiến trúc sư nữa, đúng không nào? Mình đã hoàn thiện xong phần bài tập ngày hôm nay rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong video và những bài học lần sau.